Thưa quý vị và các bạn, ngày mai cùng với hơn 1,7 triệu thí sinh cả nước, trên 15.000 thí sinh tỉnh Vĩnh Phúc sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đến thời điểm này, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và hoàn tất mọi mặt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Điểm thi trung học phổ thông Tam Đảo 2 có 15 phòng thi với 321 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 50% thí sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu ở 3 xã miền núi của huyện Tam Đảo. Để chuẩn bị cho kỳ thi, điểm thi trung học phổ thông Tam Đảo 2 đã rà soát chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, tăng cường tập huấn nghiệp vụ coi thi, quy chế thi, bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh và đặc biệt quan tâm phối hợp đảm bảo công tác an toàn giao thông, chủ động khắc phục những ảnh hưởng bất thường của thời tiết để không thí sinh nào vắng mặt trong thời gian diễn ra kỳ thi. Liên quan đến những cái sự cố nhỡ có những cái sự cố bất thường về thời tiết, về khí hậu, đặc biệt liên quan đến mưa lũ thì chúng tôi cũng đã làm những văn bản phối hợp đến các cơ quan đơn vị cũng như là các xã ở cái vùng lân cận mà có học sinh trên địa bàn tuyển sinh của nhà trường, đặc biệt là ba xã Bồ Lý, Yên Dương và Động Trù, trong những cái trường hợp mà nhỡ có học các em học sinh mưa lũ mà cần phải hỗ trợ trong những cái khu vực khó khăn đi lại. Điểm thi Trung học phổ thông Bình Xuyên có 29 phòng thi với 690 thí sinh dự thi, trong đó có 265 thí sinh giáo dục thường xuyên là một trong 3 điểm thi có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất của tỉnh. Do vậy, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được quan tâm chu đáo từ nhiều tháng trước khi diễn ra kỳ thi. Nhà trường đã phối hợp với lại bên trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp. Đầu tiên là tập huấn rất kỹ về quy chế cho tất cả các thí sinh tham gia dự thi và yêu cầu tất cả các em ký cam kết. 100% ký cam kết thực hiện nghiêm cái quy chế về kỳ thi. Đến thời điểm hiện tại thì cơ sở vật chất được phục vụ cho kỳ thi ở tại điểm thi trung học phổ thông Bình Xuyên đã hoàn tất và sẵn sàng cho kỳ thi được tổ chức một cách diễn ra an toàn, nghiêm túc. Không chỉ quan tâm đến cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi, thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã được quán triệt quy chế, ký cam kết về thực hiện quy chế thi, đồng thời đã được các nhà trường trung học phổ thông thường xuyên ôn luyện, kiểm tra, đánh giá kiến thức để sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi. Trong quá trình học tập thì cháu đã được thầy cô và nhà trường rèn luyện cho rất là nhiều kiến thức và để trang bị cho kỳ thi sắp tới. Sắp đến kỳ thi thì cháu cảm thấy là tự tin để bước vào kỳ thi để chinh phục quyết tâm của mình ạ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Vĩnh Phúc. Qua kiểm tra, chúng tôi thấy mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 ở tỉnh Vĩnh Phúc đã được chuẩn bị hết sức là chu đáo, sẵn sàng tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.